Paris Saint-Germain đang từng bước tạo nên một giải ngân hà cho riêng mình ở mùa hè năm nay sau khi đã trình làng những tân binh cộm cán của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại như Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos hay Achraf Hakimi. Nhưng rõ ràng đội chủ sân công viên các hoàng tử vẫn chưa muốn dừng lại khi mà đã xuất hiện những thông tin cho rằng gã nhà giàu nước Pháp đang từng bước lên kế hoạch chiêu mộ người có thể thay đổi toàn bộ mặt của Paris Saint-Germain thời điểm hiện tại, không ai khác đó chính là Cristiano Ronaldo. Hãy thử tưởng tượng mà xem, ở đội hình Paris Saint-Germain thời điểm hiện tại, chúng ta có một Kylian Mbappe, vốn là một fan trung thành của CR7 từ thuở ấu thơ, một Sergio Ramos là người bạn thân thiết đối với siêu sao người Bồ trong suốt quãng thời gian ở Real Madrid, và cả Angel Di Maria, một đối tác từng là cạ cứng trên hàng công cùng với Ronaldo ở Los Blancos. Việc có thể tái hợp được bộ tứ trong mơ đó hoàn toàn có thể là viễn cảnh mà những cổ động viên ở Paris có thể hy vọng, khi mà rõ ràng tương lai của Ronaldo tại Juventus vẫn chưa được định đoạt ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, nguồn tin từ tờ Daily Mail cho rằng Paris Saint-Germain đang sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán với Juventus một khoản tiền cùng với tiền đạo Mauro Icardi để đổi lấy sự phục vụ của Cristiano Ronaldo vào mùa hè này. Trong bối cảnh mà siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa gia hạn hợp đồng với bà đầm già thành Turin và bản giao kèo giữa cả hai chỉ còn thời hạn đến hết mùa hè năm 2022, thì việc nhà cựu vô địch Serie A bán đi ngôi sao sáng nhất của mình để tránh khỏi viễn cảnh mất trắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, những nguồn tin từ Italia cũng cho biết rằng Juventus đang gặp phải những khó khăn nhất định về mặt tài chính và đó chính là rào cản khiến cho họ chưa thể chốt hạ những thương vụ quan trọng như Manuel Locatelli. Hơn nữa, Mauro Icardi vốn là một chân sút đã từng tạo nên tên tuổi của mình nhờ vào những màn trình diễn xuất sắc ở đất nước hình chiếc ủng, cụ thể là trong màu áo Inter Milan. Do đó, việc đưa tiền đạo người Argentina quay trở lại hạng đấu cao nhất nước Ý hoàn toàn có thể là sự bổ sung hợp lý dành cho Juventus nhằm phục vụ những mục tiêu tương lai. Nhưng liệu cơ sở để thương vụ này xảy ra có thực sự khả thi hay không? Và đâu sẽ là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của nó? Đầu tiên, hãy cùng nhìn vào những giá trị thực tế mà siêu sao người Bồ Đào Nha có thể mang tới cho gã nhà giàu nước Pháp. Đó chính là vì sao sáng nhất mà Paris Saint-Germain đang nỗ lực mang về kinh đô ánh sáng Paris để có thể hoàn thành giải ngân hà của riêng mình. Và có lẽ sẽ không quá khi nói rằng đội hình toàn sao mà Paris Saint-Germain đang xây dựng ở thời điểm hiện tại đang là độc nhất đối với giới túc cầu, nhất là trong bối cảnh khi mà đại dịch vẫn đang khiến cho tình hình tài chính của rất nhiều đội bóng bị ảnh hưởng. Sau thời kỳ hoàng kim của Real Madrid với những chức vô địch liên tiếp ở sân chơi Champions League, người hâm mộ bóng đá châu Âu có lẽ đã phải chờ đợi quá lâu để có thể được chứng kiến thêm một đội hình toàn sao sẵn sàng thách thức mọi danh hiệu lục địa giả. Trong khi Los Blancos đang gặp phải những khó khăn trong quá trình chuyển giao thế hệ thì Paris Saint-Germain lại đang cực kỳ quyết tâm xây dựng nên một bộ khung chắc chắn để hướng tới chức vô địch châu lục sau hai mùa giải liên tiếp phải lỡ hẹn bằng những cách đầy tiếc nuối. Có được Ronaldo, một cá nhân đủ sức nâng tầm giá trị thương hiệu của cả một tập thể, chắc chắn vị thế của đội chủ sân công viên các hoàng tử sẽ rất khác so với thời điểm hiện tại. Thậm chí giá trị mà CR7 có thể mang tới cho nhà cựu vô địch nước Pháp sẽ là lớn hơn rất nhiều so với ngôi sao hiện tại đang có mặt trong đội hình của họ, đó chính là Neymar. Rõ ràng người hâm mộ thay vì có cái nhìn rằng Paris Saint-Germain chưa bao giờ thực sự là một ông lớn xứng tầm của châu Âu, thì khi đó họ sẽ sẵn sàng đứng ngang hàng với những tên tuổi giàu kinh nghiệm khi sở hữu trong đội hình một huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới. Chưa kể đến những giá trị về mặt kinh tế mà ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể mang tới cho gã nhà giàu nước Pháp, chắc chắn đó đều sẽ là những nguồn lợi khổng lồ. Còn đối với chính bản thân Ronaldo, anh có thể đem đến những điều gì cho đội bóng nước Pháp trong những năm đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp của mình? Hơn ai hết, CR7 hiểu rằng nếu anh lựa chọn Paris Saint-Germain trở thành bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp thì trọng trách lớn nhất của anh sẽ là tiếp tục dẫn dắt đội bóng này tới với chiếc cúp bạc danh giá của Champions League, điều mà anh đã không thể làm được trong suốt 3 năm ở Juventus. Nhưng tất nhiên tiềm lực của bà đầm già thành Turin sẽ không thể so sánh với một đại gia của lục địa già như Paris Saint-Germain bây giờ, và tham vọng của đội bóng nước Pháp đang được thể hiện rõ hơn rất nhiều so với Juventus. Họ nhắm tới Ronaldo để không chỉ đòi lại chức vô địch Ligue 1 đã rơi vào tay của Lille mùa giải vừa qua, cũng không phải để thể hiện rằng họ có tiền hay sức hút, mà để hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là ngôi vương của châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử, khi mà đã sở hữu đủ những ngôi sao hội tụ cả tài năng lẫn kinh nghiệm trong đội hình của mình. Cái mà thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino cần sẽ chính là những cái tên mang trong mình gen của Champions League. Một người đủ bản lĩnh cũng như sự dặn dày ở đấu trường đẳng cấp châu lục để mang họ đến với vinh quang. Xét về những phương diện đó thì có lẽ chẳng ai phù hợp hơn Cristiano Ronaldo ở thời điểm hiện tại. Không chỉ xét đến yếu tố tinh thần mà phẩm chất ngôi sao cùng khả năng giữ phong độ đỉnh cao vẫn luôn là yếu tố khiến người hâm mộ phải thán phục ở CR7. Anh vẫn là vua phá lưới ở sân chơi quốc nội dù đã 36 tuổi và phải cạnh tranh với những cái tên không hề tầm thường như Romelu Lukaku hay Ciro Immobile.
Đến với nước Pháp, một hàng công trong mơ với sự kết hợp của Ronaldo, Neymar và Mbappe có thể sẽ trở thành hiện thực. Sự xuất hiện của Ronaldo hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt dành cho Kylian Mbappe khi mà tiền đạo người Pháp đang có những động thái muốn rời khỏi sân công viên các hoàng tử. Nhưng viễn cảnh được sát cánh cùng thần tượng của mình có lẽ sẽ là sức hút khó có thể chối từ. Sẽ không ai có thể phủ nhận những ảnh hưởng mà Cristiano Ronaldo có thể mang đến nước Pháp cho màu áo của Paris Saint-Germain, và rõ ràng đây sẽ là một thương vụ cực kỳ đáng để trông đợi. Nhưng nếu thương vụ này thực sự xảy ra, đâu sẽ là nguyên nhân cốt lõi khiến cho CR7 phải rời khỏi sân vận động Allianz, ngoại trừ những tác nhân liên quan tới vấn đề tài chính của bà đầm già thành Turin? Marc Allegri có thể sẽ chính là người nắm vai trò chủ chốt dẫn tới cuộc chia tay này. Trong suốt 3 năm có mặt tại Italia của Ronaldo, Juventus đã trải qua không ít những biến động. Sự phụ thuộc vào cá nhân của CR7 cũng đã khiến cho Zebre không ít lần đánh mất đi nhuệ khí cũng như tinh thần chiến đấu trong những trận đấu khó khăn. Giờ đây, sự trở lại của Allegri có thể dẫn đến cuộc cải thiện rộng đối với Juventus khi mà có thể vị chiến lược gia người Ý sẽ muốn xây dựng đội hình của mình xoay quanh những tài năng trẻ sáng giá như Chiesa, De Ligt hay là Kulusevski. Lúc này, việc để Ronaldo ra đi hoàn toàn có thể nằm trong kế hoạch của ông thầy 53 tuổi nhằm hướng tới một tập thể đoàn kết và ổn định hơn thay vì việc quá phụ thuộc vào CR7 như trong những năm qua. Đây không phải là những chứng cứ cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tạo ra những bất ổn trong đội hình của Juventus suốt những năm qua, bởi chính bà đầm già thành Turin đã hơn ai hết muốn mang CR7 về với nước Ý phục vụ cho tham vọng của mình. Nhưng người hâm mộ dường như đã không còn nhận ra hình ảnh của Juventus ở những năm trước đó, không thể nhận ra cái tinh thần đã đưa đội chủ sân Allianz vào tới hai trận chung kết Champions League ở những mùa giải 2014-2015 và 2016-2017. Do đó, có lẽ sự ra đi của Ronaldo là cần thiết cho những tham vọng phục hưng của Marc Allegri cùng Juventus trong tương lai. Nhưng liệu thực sự thương vụ này có thể xảy ra hay không? Hay đó chỉ là những sự thổi phồng của giới báo chí Pháp sau những thương vụ đình đám mà Paris Saint-Germain đã thực hiện ở mùa hè này? Tuy nhiên, phó chủ tịch của câu lạc bộ Juventus, huyền thoại Pavel Nedved đã khẳng định rằng: "Đối với tôi, Ronaldo là bất khả xâm phạm. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng tới tháng 6 năm 2022 và cậu ấy sẽ ở lại." Những phát biểu của huyền thoại Juventus dường như đã củng cố niềm tin rằng siêu sao người Bồ vẫn luôn được trọng dụng ở sân Allianz. Thậm chí tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa ai có thể biết chính xác Marc Allegri đang nghĩ gì, và tất cả những gì đã đề cập đến ở trên đều chỉ là phỏng đoán. Để rồi, đối với cá nhân của Ronaldo, có lẽ chính siêu sao người Bồ hiểu được rằng sự trở lại của ông thầy người Ý sẽ là chất xúc tác cần thiết để thiết lập lại trật tự của đội bóng. Và ở thời điểm hiện tại, thương vụ đổi trác giữa Paris Saint-Germain và Juventus không phải là không thể xảy ra, nhưng khả năng thành công sẽ là rất thấp. Nhưng cuối cùng thì sau tất cả, có lẽ những giá trị mà Cristiano Ronaldo có thể mang đến cho bất kỳ nơi nào anh đặt chân tới đều là không thể phủ nhận. Và nếu thực sự có được chữ ký của ngôi sao 36 tuổi, đó sẽ là thương vụ có thể thay đổi hoàn toàn lịch sử của Paris Saint-Germain.